Những ngày cận Tết, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ thường tiếp nhận 30% trường hợp cấp cứu liên quan đến rượu bia như uống rượu pha cồn không rõ nguồn gốc, thương tích do ẩu đả đâm chém nhau vì quá chén, tai nạn giao thông vì quá say. Theo thống kê của Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ, trong năm 2017 vừa qua, tổng số ca cấp cứu do tai nạn giao thông tại bệnh viện là 1.647 ca, trong đó có 698 ca là do có nồng độ cồn trong máu. Còn tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, trong tổng số hơn 8.000 trường hợp cấp cứu vì tai nạn giao thông, thì có gần 2.000 ca là do có nồng độ cồn trong máu. Không nên sử dụng những loại rượu mà được tự pha chế, đặc biệt là được ngâm với những cái lá, những cái cây hoặc những cái rễ, hoặc là ngâm với những cái động vật, hoặc là phủ tạng của động vật. Mà trong những cái loại này thì những cái độc chất trong đó thì nó không rõ. Chúng ta cũng không nên sử dụng rượu mà không có ngõ rõ nguồn gốc. Rượu mà không có được mà cấp mà gọi là thông hành trên thị trường. À, bên cạnh đó thì cũng không nên sử dụng rượu mà tự pha chế, đặc biệt những rượu mà được pha chế từ cái cồn công nghiệp, đặc biệt là cái methanol. Thì đối với trường hợp mà rượu có nồng độ methanol lớn hơn 0.05% thì có thể gây cái tình trạng ngộ độc và có thể gây tử vong. Có thể nói các ca cấp cứu liên quan đến rượu bia ngày Tết luôn là nỗi ám ảnh của mọi gia đình và cả nhân viên y tế. Vì vậy, việc sử dụng rượu bia cần phải có nguồn gốc rõ ràng, uống phải có trách nhiệm, không nên để vì quá vui mà quá chén, rồi dẫn đến hậu quả đau lòng cả cho bản thân và mọi người xung quanh.